lại với channel của mình là MK Gaming đây. Thì ngày hôm nay chúng ta đang đứng ở server MK Family. Và đây là những người chơi của chúng ta. Thì hiện tại server mình là đêm rồi, mình đang là khuya rồi bạn, cho nên cũng khá là ít người. Nhưng mà có một số bạn này mình sẽ đọc tên nè: Nguyên Ender, rồi Thành Trung, Hacker Câu, Thím Bay, Minh Ngọc, Walker. Đó, thì những bạn này đang muốn lên TV thì mình sẽ cho bạn lên TV luôn. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần giới thiệu server của mình ngày hôm nay nhé các bạn. Ok, thì hiện tại server của mình là mở về Skyblock. Và hiện tại mình đang có một cái sự kiện đua top các bạn à. Đây, sự kiện đua top nè. Các bạn có 3 sự kiện, đó là đua top money, đua top level ES, đua top đảo đẹp. Và có một cái sự kiện dành cho những bạn YouTuber khi mà tham gia server của mình. Thì mình sẽ nói cho bạn biết như thế này. Đây. Thì khi mà bạn vào, bạn có một cái kênh YouTube và các bạn có lượt xem, thì bạn sẽ quay 10 cái, nếu mà bạn mỗi cái lượt xem bạn quay video á, mình nói như thế này cho nó ngắn gọn, thì bạn vô server, bạn chơi, bạn quay, thì mỗi cái video mà bạn được 1000 view á thì bạn sẽ được 20 bon ở trong server. Và nếu như bạn có 10 video về server và đạt được mỗi video đều trên 1000 view á, thì bạn sẽ có được cơ hội là quay video cùng mình, và bạn sẽ có được cơ hội có rank YouTuber thì rất là đẹp. Đấy, cho nên nếu như bạn nào thích thì có thể hãy vào server của mình với IP là mkfamily.net. Đấy. Thì sự kiện này sẽ dành cho những bạn YouTuber cũng như bạn nào yêu mến server của mình, cũng yêu như yêu mến mình. Thì đây nó có rất là nhiều slam. Đó, đây đây đây. Đó, bạn thấy không? Toàn server toàn là slam không. Đấy, thì đây có đang hiện tại server mình cũng đang có cái sự kiện đó là khuyến mãi thẻ nạp nè các bạn. Và bên này mình cũng sẽ giới thiệu cho bạn cái web chay. Web chay. Đó. Thì ở đây các bạn có thể chay những cái mầm cây, chay những cái hạt giống, cũng như là bạn có thể chay những cái khối nè. Ở này thì cái bộ dép này là dùng để đổi bằng kim cương nhưng mà mình chưa có cập nhật. Thì ở đây có đồ donate. Thì đồ donate này thì 50.000 một món các bạn. Cứ một cục con này thì bạn sẽ là 50k. Thì đó. 50k thì ở đây là một set này là 200. Và hiện tại đang có khuyến mãi thì bạn chỉ cần là 100 thôi là bạn đã có thể là vào được rồi, có thể là đủ tiền để mua một set đồ. Và cái kiếm này là 100, cái cung này có 100 luôn các bạn. Và bên này là cái thứ bạn quan tâm nhất nè, đây là cúp. Thì cúp bạn sẽ có một cái loại cúp 50k đó, là sẽ là hiệu suất 5 và gia tài 5, cũng như là khi mà bạn nâng cấp lên 2 thì nó sẽ lên 1, nó lên thêm một cái dòng gia tài cũng như là một cái dòng hiệu suất đó. Còn lên 3 thì lên 2. Và đây là cái cúp mát nè, cái cúp này rất là rẻ, thì bạn chỉ cần nạp là 150 thôi, 150 là bạn đã có cúp này rồi, rất là rẻ luôn. Thì bạn khi mà donate thì bạn sẽ có thể ủng hộ cho server để server có được phát triển. Thì hiện tại đang có là một x2 thế nạp đó, thì bạn chỉ cần nạp 75k là bạn đã có được cái cúp này rồi. Và ở đây có một cái cúp, đó là cây cúp TNT. Đó, khi bạn đào thì nó sẽ nổ tung ra 3x3. Và ở đây là có một cây cúp, đó là cây cúp Smelting. Thì cái cúp này đó bạn, khi mà bạn đào quặng vàng các thứ á, thì sắc đồ thì nó sẽ nấu luôn. Còn bạn đào đá cuội nó sẽ ra đá nấu luôn. Đấy, rất là ngon. Còn ở đây thì bạn có có mod Hunter. Mod Hunter thì bạn có thể đổi những cái đồ của mod để lấy XP. Và đây là len, thì bạn có thể đổi 16 loại len luôn. Và bên này thì bạn cũng có thể đổi là 16 loại kính. Và ở đây thì bạn có thể đổi những cái vật trang trí nè bạn. Đó, như hoa, hiển các thứ các kiểu thì bạn phải đổi. Đấy, thì đó là một thông tin sơ sơ. Và bạn cũng có được địa ngục. Thì bên này là khu vực AFK của server của mình. Thì nói chung là có rất là nhiều web. Đó, bạn có thể thấy một đống web luôn. Đó, web AFK, web Enchant, web Fit, web Parkour, web PvP, web Shop, web Chay và web... Ủa, làm gì có web Shop? Ôi. Thì chắc là web Shop là bị lỗi thôi. Bây giờ bữa mình sẽ xóa. Thì ở đây có một cái cổng địa ngục và chúng ta đi qua địa ngục thì nó cũng rất là đẹp đó bạn. Để mình đi qua địa ngục cho bạn xem nha. Thì ở đây còn trống, tụi mình vẫn chưa có trang trí xong. Thì trong thời gian sắp tới mình sẽ trang trí. Đó. Thì ở địa ngục thì bạn sẽ có được một cái khu vực để ra ngoài, bạn phải đào ra ngoài. Còn ở đây nè, ở trong cái vạch đỏ này thì bạn sẽ không thể đào được đâu.
Đấy. Đó, mọi người trong server hiện tại là đang biết mình đang quay video. Lúc nãy mình có kêu mấy bạn là bạn nào muốn lên TV thì ra để mình đọc tên. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào đảo của mình đi. Đó, IS đi. Đó, thì đây là đảo của mình và mình đang làm một cái hệ thống farm thì mình game mode 0 cái này để mình hướng dẫn cho bạn. Đó, một cái hệ thống game. Nói chung là bây giờ mình để game mode ấy chứ mình sẽ chơi một cách đàng hoàng, không có cheat cheat gì nha bạn. Các bạn yên tâm. Thì bây giờ mình sẽ cần phải làm cái máy farm nè, thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn làm cái máy farm. Thì rồi mình sẽ đập qua đây và đổ cái cục này xuống đây để lấy nước ra để mình hướng dẫn cho bạn. Thì bạn sẽ mới đầu là bạn vào thì nó cái đất nó sẽ như thế này. Thì bạn cái này là cái máy farm cơ bản nha bạn. Bạn đào ra bên này hai ô đó, như thế này. Rồi bạn có nếu thích á, thì bạn có thể đào luôn cục này, còn không thì bạn cứ đào một cục này thôi. Đó, thì cái phần hai hai ô này thì bạn đổ nước vô, và cái phần này thì bạn hình như là này đặt cái này là nó sẽ thành cục hắc diện thạch đó bạn. Đó, đặt ở đây này mới đúng. Đó. Đấy, bạn đặt ở đây thì nó mới đúng, nhưng mà mình không muốn đặt ở đây, mình muốn đổi lại một tí. Mình muốn đổ nước qua đây và đổ lava ở đây. Đó. Thì cái tần suất á, cái tần suất nước nó chảy, nó sẽ chảy nhanh hơn hơn là nó sẽ chảy nhanh hơn là bạn để lava ở đây, cho nên cái nước lúc nào nó cũng sẽ ra nhanh hơn. Đấy. Thì bạn chỉ việc đứng đây và đào thôi. Đây là cái gọi là cái máy farm cơ bản của chúng ta. Đấy. Đó, các bạn cứ việc đứng đây đào thôi. Thì bây giờ mình sẽ đứng đây. Cục kim cương. Chúng ta đã đào được cục kim cương rồi bạn, thật là tuyệt vời. Đấy, đào nè. Đã không? Thì cái việc đứng đây đào đào thôi, và các bạn mới vô thì bạn có thể có được một con bò nữa. Con bò ngu người các bạn. Đó, thì ở đây có dưa nè, cái thứ như mới bắt đầu thôi. Đấy. Thì chúng ta cứ việc đứng đây AFK đào, và mình sẽ cần có số lượng lớn đá để làm gì? Đó, để làm gọi là gì? Gọi là gì ta? Để mở rộng đảo thì mình sẽ chơi. Chơi thiệt nha, không không ăn gian, không cheat mod gì hết các bạn. Các bạn lưu ý điều đó, mình sẽ chơi ở server này. Nếu như bạn nào thích chơi thì hãy truy cập vào server với IP là ở trên màn hình, hoặc là mình sẽ đọc cho bạn, đây là mkfamily.net. Đó, mình sẽ để IP ở ở trên cái video này và trên màn hình. Thì server này là do mình và một số người nữa phát triển và cũng như là xây dựng. Thì hy vọng là bạn sẽ thích, cũng như là nếu mà có gì mà không hài lòng á, thì các bạn cứ góp ý cho mình sẽ gọi là chỉnh sửa. Đấy. Thì mình rất là gà mấy cái này, nhưng mà mình sẽ cố gắng là gọi là gì ta, cố gắng để hoàn thiện cái server cách tốt nhất, và trong thời gian sắp tới sẽ có thể mở rộng ra thêm nhiều cái server khác nữa, như nhiều cái mini game khác nữa. Thì các bạn hãy cùng nhau chia sẻ video của mình về server để có thể nhiều người biết hơn nữa. Đấy. Ồ, thêm cục kim cương nữa. Ồ, cái cương mình rớt xuống dưới luôn rồi. Mình sẽ chặn lại bạn. TB accept cho qua đó qua luôn. Đấy, mình đang đứng đây đào đá mà. Đấy, mình cũng chả rành nữa, tại vì cái này mình chưa chơi mà, mình phải chơi từ từ mới được. Đấy, ui, ủa không phải cục than, phải cục kim cương bạn à. Thì giờ mình đứng đây mình đào. Đấy. Ồ, đào chưa? Đào rất là đã. Thì hiện tại mình cho mình đứng cái mình đào đi. Rồi tí nữa mình nấu thêm một số đá rồi mình sẽ mở rộng ra. Thì mình không chơi không kiểu chơi kiểu đu top nha bạn, không chơi kiểu đu top level, nhưng mà mình sẽ đu top đảo đẹp. Ha ha. Bạn nào mà muốn có cơ hội vào Mushroom City là phải vượt qua mình. Ok, mình sẽ đào để nấu đá cái đã. Ok, nãy giờ mình đang kiếm gió với anh em trong server và đang tiếp tục nấu đá. Thì mình sẽ cố gắng làm cái gì đây. Thì hiện tại mình nãy mình chặn cái này lại nè, chặn cái tường này lại để làm cái gì, để nhốt con bò ở trong. Ai về con bò nhảy mẹ xuống lava rồi luôn đó, là đi 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 đất luôn, đi đất luôn. Gia tài vốn liếng gì đi hết, con bò nó đã làm mình trở nên nghèo nàn.
Đấy, thì bây giờ mình sẽ nấu sắt lên để làm cái cúp nè các bạn. Thì đây ta đã có được tầm một stack rồi. Bây giờ mình sẽ làm bằng cái gì ta? Gọi là cái sàn ra. Đấy. Thì chúng ta sẽ bắt đầu làm cái sàn ra. Thì đợi mình nấu cái này đã lấy ba ba cục sắt đã. Thì hiện tại server đêm rồi mà vẫn còn bạn đu top rất là ghê. Đấy, thì bạn nào muốn chơi thì hãy truy cập vào đây tốc độ nha. Server rất là đông ấy. Mình đang có dự định là mở tiếp tục cho nên bạn hãy nhanh chóng nha. Cẩn thận ấy. Cẩn thận là full slot ấy. Đấy, mấy bạn trong đây cũng khá là nhiệt, thức khá là khuya. Hiện tại thì mình quay bình thường mấy ngày này mình đang rất là gọi là không có thời gian cho nên mình sẽ thường quay game khuya và đấy cho nên các bạn cứ yên tâm mà đêm các bạn chơi ở trong server sẽ gặp mình rất là nhiều hí 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 hí. Thì bây giờ mình sẽ đập cái này ra để làm gì, để mở rộng cái đảo của chúng ta sẽ cần có một cái khu để AFK, cái việc quan trọng nhất là AFK trước đã, còn những cái việc khác chúng ta sẽ tính sau. Đấy, thì bây giờ mình sẽ mở rộng cái khu vực AFK ra để farm farm gọi là gì, farm kim cương. Đấy. Đó, chúng ta sẽ ra thì ở đây nè bạn, bạn phải xác định để mà xây đẹp á, bạn phải 1 2 3 nè, 4 nè. Đó, thì chắc chắn ngay chỗ này nó là cái điểm giữa, khi mà nó đã là cái điểm giữa của chúng ta rồi đó. Đó, thì chúng ta sẽ lấy cây đuốc nè. Chúng ta sẽ cắm cái đuốc vào đây. Đó, chúng ta sẽ cắm cái đuốc vào đây đang nói. Rồi chúng ta sẽ đi qua bên này 3 ô, thì ta 3 ô đúng là 1 2 3 4 5 6 7. 7 ô. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Thì cái này nó mình làm 20 cho nó rộng vậy thôi chứ chúng ta cũng không cần phải làm tới 20 đâu bạn. Thì chúng ta sẽ cần phải làm như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm. Thì tạm thời chúng ta sẽ cách ra tầm 7 ô thôi. Đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Mình sẽ cách ra 11 ô. Và ở đây chúng ta sẽ bắt đầu từ đây chứ. 11 thì bắt đầu từ đây đúng không? Chúng ta sẽ đi lên. Đó. Đó. Xém tí nữa té thì chúng ta sẽ có cái cổng đi qua. Và ở trong khu vực này chúng ta sẽ dùng để farm. Thì chúng ta sẽ cũng không được các bạn à. Tại vì mình định là dùng gỗ nhưng mà dùng gỗ thì cái lava nó cũng sẽ cháy thôi. Cho nên chúng ta sẽ không thể nào dùng gỗ được. Thì chúng ta sẽ sử dụng nước luôn các bạn. Đó. Mình sẽ hướng dẫn các bạn máy farm cơ bản đầu tiên. Thì từ từ mình sẽ nâng cấp cái máy farm của mình lên. Đó, cho các bạn gọi là dễ dàng tiếp cận. Thì chúng ta sẽ cần phải đập xuống ô nữa các bạn. Chứ để này là nó sẽ bị đụng á. Cho nên chúng ta sẽ đập xuống ô nữa. Đập xuống dưới á, mà mình sẽ cần có một số nước. Để làm gì? Để làm nguồn nước vinh cũ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đổ cái nước xuống đây nè bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đây và đặt một cục ở đây. Và đặt thêm cục ở đây nữa, tại vì chúng ta sẽ cần phải ốp cái sàn. Cẩn thận, phải thật là cẩn thận các bạn à. Đấy. Ôi 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 ôi. Rồi, ok. Như thế này. Đó, qua 2 3 4. 4 ô cũng được mà 5 ô cũng được. Thì nếu bạn thích thì có thể làm 5 ô. Thì mình cũng sẽ làm 5 ô luôn đi. Đó, chúng ta sẽ làm 5 ô thì trời nó hơi tối, bạn thông cảm ha. Tại vì ở đây mình sử dụng phiên bản 1.1.8 ấy, cho nên nó không có cái ấy đâu, không có cái gọi là gì ta? Không có cái cầm hai tay đó. Bây giờ chúng ta sẽ ốp lại đó, đó. Ở đây trời đang tối rồi bạn, phải thật cẩn thận. Ở đây nó sẽ xuất hiện những con zombie đó. Rồi lên thì bạn để lava ở dưới, rồi bạn đặt ở đây, bạn ở đây và bạn sẽ ốp lại ở đây nè. Đó, ở đây. Đấy,
Thì bây giờ bạn sẽ chỉ việc đổ lava thôi. Bây giờ mình sẽ đi lấy cục lava. Ồ, cái cây chúng ta đã mọc lên. Oh yeah. Thì chúng ta sẽ đổ cái lava ở đây nè bạn. Chạy chạy chạy. Đó. Các bạn thấy không? Khi bạn đổ lava ở đây thì chỗ này nó không hết, nhưng mà không sao. Chúng ta chỉ việc tiếp tục lấy một cái cục cục nước ở đâu cũng được, tại vì chúng ta đã có nguồn nước bên cũ rồi. Thì chúng ta đổ ở đây. Ôi. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Tại vì chúng ta phải cách lên một ô chứ, đúng không? Mình đổ vô là nó fail ngay. Đấy, cho nên ta phải cách vô một ô nào. Lên một ô nữa bạn. Đó, lên một ô nữa. Nước với lava phải cách nhau một ô để tạo thành một cái thì chứ hướng dẫn thật là ngu người. Thì đây mình mới cái này mình mới nghĩ ra thôi, cho nên mình hướng dẫn các bạn luôn đó. Đó, rồi xong bạn chỉ việc đứng đây đào thôi. Đó, đứng đây đào là bạn đã có thể đào được một 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 gọi là một đống đó, bạn ốp chỗ này lại nè, xong bạn đứng đây. Đó, bạn đứng giữa nè, bạn đứng việc bạn đào thôi. Đó, nó tuyệt vời không? Đó. Nè, đó, xong rồi bạn cần đào 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 nó. Đây là một cái máy farm cơ bản các bạn à. Đó, thì hy vọng là bây giờ mình sẽ làm cái hướng dẫn với bạn cái máy farm này trước, thì bạn nào thích thì vào server đi. Còn bây giờ mình sẽ đứng đây mình đào cho thật là nhiều đá lên, sau đó mình sẽ xây cái đảo thật là đẹp. Thì mình rất là mong muốn các bạn sẽ vào server của mình để chơi cũng như là ủng hộ cho server của mình, ủng hộ video của mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì nếu như bạn thích thì để một like và comment ý kiến của bạn. Ngoài ra hãy click nút đăng ký theo dõi channel của mình để cập nhật những video mới nhất, cũng như là like và share để ủng hộ cho video của mình. Còn bây giờ thì xin chào em và lại các bạn ở những video kế tiếp, cũng như là bạn hãy nhớ truy cập vào mkfamily.net để chơi cùng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn khi gọi là gì? Hẹn gặp lại các bạn ở trong server MK Family. Yeah.